Hello các bạn. Nguyễn Dùng đi ăn phở gà đây. Đã về Hà Nội rồi. Hôm nay đi cùng bạn của mình. Ông bạn thân cực kỳ lâu năm. Hôm nay mình đi ăn phở Lâm này, Nam Ngư. Sao không quay cái mặt trước ra? Không đây. Gì? Thế nào không quay ra? Đây, quay được. Đây. Bây giờ mình ăn thôi. Mấy bát ạ? Chờ đứng ngoài cho nó ấy đi, trong này chưa có chỗ đâu. Không, anh có uống nước ngồi bên cạnh em đây chưa? Bát bình thường, bát ít bánh bát gì. Hai bát thì muốn lên. Quán này là một trong quán nổi tiếng. Bỏ này ra. Thank you.